Người dân làng Cá Bè Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang đứng ngồi không yên vì hàng trăm tấn cá nuôi lồng bè như cá trắm, cá chép, cá diệu hồng đang khỏe mạnh bình thường, bỗng nhiên chết trắng. Ông Trần Văn Thịnh, ngụ phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, đang nuôi khoảng 80 tấn cá trắm, cá diệu hồng trên lồng bè thì chết khoảng 10 tấn cá. Ông cho biết, từ đầu mùa mưa đến nay, nước sông bỗng chuyển màu xanh đục, có mùi bột giặt, axit nồng nặc, khiến đàn cá lăn ra chết hàng loạt. Hồi 3 tuần đến bây giờ là cá chết nhiều quá, mà bây giờ là anh em không biết cách gì mà cứu chữa được. Thì mong coi như là các cấp trên để xem xét cho anh em tí ở dưới sông này, anh em chăn nuôi đã nỗ từ xưa đến giờ rồi. Mà bây giờ coi như là muốn để hồi này mà bây giờ coi như là chất thải nó ra quá nhiều. Và giờ anh em nuôi không thể ấy đại được. Còn ông Hoàng Văn Hằng cũng có 10 tấn cá diêu hồng, cá trắm chết. Và dù đã dùng máy bơm oxy cả ngày lẫn đêm cho các lồng cá, nhưng không cách nào cứu chữa. Ông Hằng cho biết nhà ông thiệt hại khoảng 500 triệu đồng, thua lỗ quá nặng. Ông Lê Viết Trung, người làng cá Tân Mai cho biết thêm, mỗi năm mùa mưa, tình trạng này xảy ra chỉ có một tuần, nhưng năm nay kéo dài 3 tuần. Cá chết ngày càng nhiều, nước ô nhiễm ngày càng nặng, nên bà con trong vùng như đang ngồi trên đống lửa. Dù các hộ dân đã làm đủ mọi cách để tạo oxy cho cá, nhưng cũng chỉ được vài ngày. Vì tình trạng này kéo dài nên lực bất tòng tâm. Họ buộc phải ném cá chết xuống sông, bốc mùi hôi thối, khó chịu. Làng cá Tân Mai nằm ngay khu vực ngã ba sông Cái, nhánh chính của sông Đồng Nai, trải rộng trên ba phường Tân Mai, Thống Nhất, Tam Hiệp. Làng Cá Bè có 370 hộ dân, khoảng 1.000 nhân khẩu, hơn 800 bè cá và trung bình mỗi nhà có 5-7 lồng nuôi cá. Mỗi năm cho thu nhập ít nhất vài trăm triệu đồng, có hộ thu cả tỷ đồng. Nhiều năm trở lại đây, giá thức ăn tăng cao, giá cá thấp và bị các tiểu thương ép giá, nên bà con nuôi cá lồng bè gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.